em nhận phục hồi băng lan cho anh em nha. Đây chụp cúc đùi của DC70, ở đây em phục hồi là em điều qua chui to hết cho anh em nha, đảm bảo độ bền của băng sử dụng cho anh em. Ở gần thì mang tới em, anh em ở xa cái chuyển qua bưu điện, bưu điện giúp em nha. Tất cả các mặt hàng anh em đều ở bưu điện hết trên cho em nha, bưu điện đều nhận hết cho của anh em. Ở gần thì anh em mang tới em, ở xa anh em có chuyển qua đường bưu điện nha. Ở đây em phục hồi cái cốt đùi của 70 này là em điều qua chui tôi hết để đảm bảo độ bền của băng để cho anh em sử dụng nha. Hoàng Mai anh được phục vụ của bác nha. Hoàng Mai 0907 790079. Anh em nào ở gần thì mang tới em, anh em xa anh em cứ chuyển qua đường bưu điện giúp em nha. Hai cúc đùi này có ông khách cũng ở xa lắm. Nghệ An anh em. Đây. Mời anh Hoàng Thị Không. Hoàng Thị Quyên. Hoàng Thị Quyên. Đây là có khách ở ngoài Nghệ An anh em. Anh em ở xa anh em cứ đóng gói gửi bưu điện giúp em. Đóng gói gửi bưu điện giúp em nha. Tất cả các mặt hàng anh em đều gửi qua bưu điện giúp em hết. Hoàng Mai nhận qua được bưu điện cho anh em. Anh em những anh em ở xa, như khách này ở Nghệ An. Nghệ An. Gửi cho Hoàng Mai đây. Ở Nghệ An. Anh em ở gần thì mang tới em nha, anh em ở xa cái đóng gói gửi bưu điện giúp em nha. Đây. Khách ở Hoàng Thị Quyên. Mời Hoàng Thị anh Hoàng Thị Quyên vô xem nha. Mời khách tên Hoàng Thị Quyên vô xem. Ở Nghệ An. Lấy hai cái này thôi.